Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Muối. Muối rất dương, do đó muốn món ăn dương hơn thì nêm muối nhiều hơn. Còn muốn món ăn được âm thì giảm lượng muối. Hiện nay nhiều người không thích vị mặn của muối hoặc sợ muối gây tai hại cho sức khỏe. Và như vậy, vô tình hay hữu ý, họ để mất phần dương cần thiết cho sự hiện hữu ở cõi đời này. Xét trên bình diện vũ trụ, con người là điểm đến cuối cùng của động lực dương vật thể quá. Trong dòng xoắn ốc đối số phát xuất từ chân dư hay cõi trời vô biên vô hạn và bắt đầu một tiến trình ngược lại, cũng theo dòng xoắn ốc quay về quê xưa chốn cũ. Nói cách khác, sự sống trần gian là một tiến trình âm tâm khí quá với sự tăng trưởng hướng về cái chết và phân trả xác thân. Thời gian càng trôi đi, đời người càng ngắn lại. Theo tự nhiên, hành trình đến và đi, ra đời, lớn lên, già nua và chết trên cõi dương trái đất diễn ra êm ả và thú vị. Thế nhưng, con người mãi mê tìm cách thỏa mãn dục vọng, giác quan bằng những phương tiện thịnh âm, nhất là ăn uống nhiều món ngọt, nhiều đường, nhiều chất béo, chất đạm, thực phẩm tinh chế và xử lý hóa học, nước đá, kem lạnh. Nên biết, dùng quá nhiều thực phẩm gốc động vật cũng sinh âm trong người, nên đã vô tình hay hữu ý thúc đẩy nhanh tiến trình hướng về cõi âm, khiến cuộc sống này trở nên bể khổ, đầy rẫy những bệnh hoạn và sớm kết thúc trong ưu phiền dằn vặt. Muốn con thuyền thân xác hiện thể của động lực dương an toàn đi hết hành trình trần thế, không trả đắm giữa dòng, cần giữ mình được dương, và yếu tố dương quá quan trọng nhất là muối. Nên biết, máu của chúng ta có vị mặn, tàn tích của môi trường nước biển nguyên sơ, do đó không thể thiếu chất muối trong bữa ăn hàng ngày. Muối dùng để ăn tốt nhất là muối biển thiên nhiên chưa tinh lọc, nghĩa là còn nguyên những dưỡng chất quý giá. Đem trang muối để khử vị chát rồi cất vào hũ kính dùng chân. Tuy nhiên, phần dương cần cho mỗi người mỗi khác, vì vậy nên biết cách dùng muối cho thích hợp. Đối với người mắc bệnh âm hoặc thể tạng âm tính, lúc ban đầu có thể dùng muối nhiều một chút, kể cả các gia vị mặn như là muối mè, tương hoặc là nước mắm. Trong khi người mắc bệnh dương hoặc là dương tạng có thể dùng muối ít hơn. Ngoài ra thì số lượng muối cũng thay đổi tùy theo môi trường, khí hậu và thời tiết, vị trí địa lý, giới tính, tuổi tác và công việc. Nhiều năm về trước, có những người mới bắt đầu áp dụng phương pháp thực dưỡng, ăn hơi mặn mà chẳng xảy ra phản ứng mãnh liệt nào. Nhưng đến nay thì khác, khí hậu địa cầu càng ngày càng nóng lên và con người bị quay tích trong những luồng động lực xoắn ốc vật chất quá hướng tâm, nên cần ăn dạt hơn để quân bình thích nghi với hoàn cảnh. Ăn quá mặn thường sinh những triệu chứng như là người khô khốc, thường sinh ra táo bón, nước tiểu đỏ, suy nhược, mệt tim, đầu óc dễ trở nên cực đoan cố chấp. Một yếu tố dương quá khác là thời gian, thí dụ như tương đậu nành, tức là tương nước, tương đặc, tương hạt lỏng, chế biến cổ truyền, nếu như để lâu năm, từ khoảng 3 năm trở lên, rất dương, để dùng làm thuốc trong trường hợp cần cấp cứu ngộ độc, bị thú độc cắn chích, lên cơn đồng tim, mệt mỏi xâm say, là món tương trang Tekka chữa bệnh, dùng ăn hàng ngày nên cẩn thận, nếu như mà lạm dụng, có thể xảy ra tình trạng như dùng muối quá độ. Sau khi nghe xong, nếu yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản.